Chào mừng anh chị trở lại với channel Dùng Bất Động Sản Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay Dùng đã có mặt tại trục đường Kim Long Làng Lớn anh chị, ở trục kết nối của trung tâm xã Làng Lớn lên trung tâm của xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở mặt tiền đường này thì đường nhựa lòng nhựa 10m anh chị nhá, và quy hoạch nó là 30m. Trong cái lô đất nằm ngay bên tay trái của Dùng anh chị. Bán mặt tiền đường này là 40.8m anh chị nhá, 44.8m đó. Sâu một cảnh là 50 và một cảnh là 58m. Đó, đất bằng phẳng anh chị. Đó, ranh giới rất là rõ ràng, ranh giới là chủ phủ người ta đã dựng cọc bê tông rất là rõ ràng tất cả các cái ranh mốc. Và với lô đất này thì đã có là 340m2 thổ cư anh chị. 340m2 thổ cư. Từ vị trí của Dũng đang đứng ở đây, mình đi theo hướng này anh chị, 2 km mình về trung tâm của xã Làng Lớn. Còn theo hướng ngược lại, mình đi 7 km là mình sẽ tới trung tâm của Kim Long anh chị nhé, ngay trung tâm thương mại Kim Long đó. Với lô đất này thì hiện tại là gia chủ đang muốn chào bán tính theo mét ngang anh chị, 198 triệu một mét ngang cho một lô đất bám mặt tiền đường trục Kim Long Làng Lớn, một trục chính kết nối hai xã đó, liên xã từ quốc lộ 56 về đường Mỹ Xuân Ngải Giao để kết nối đi ra quốc lộ 51 cũng như là trung tâm của Phú Mỹ, hoặc là mình có thể đi về Bà Rịa đó. 198 triệu một mét ngang, đất có sẵn 340m2 thổ cư. Thì sau đây Dũng sẽ gửi tới anh chị những cái hình ảnh ở trên cao để anh chị có thể hình dung được cái hình thái của lô đất cũng như là vị trí và khu vực dân cư xung quanh lân cận lô đất anh chị nhé.